Sau đây là các bộ phận của máy tiện CA26. Đây nó là phần ổ đứng, bao gồm có hai bộ phận, loa động cơ. Động cơ này sử dụng điện 1 pha 220V. Phần thứ hai đó là mâm cặp. Mâm cặp này để cặp phôi, có thể cặp phôi từ đường kính từ 3mm đến 260mm. Còn đây là bàn xe dao, gồm có đài dao để gá dao tiện ngoài, đài dao gá dao tiện trong. Đây là ủ động của máy để dùng được gắn mũi khoan hoặc là mũi trung tâm. Chiều dài gia công tối đa của máy là 500mm. Đây là tủ điều khiển của máy điện CNC C26. Đây là đèn báo nguồn. Đây là nút công tắc khởi động máy. Yeah.